Henry. Quay qua, quay qua. Cầu vô địch ghê. Đây cầu vô địch ghê. Đúng chưa? Chụp hình đâu? Quay qua, quay qua, lọc ẩm nó qua đây. Đó rồi mà. Một. Nhớ đừng có nghiêng. Ok. Một, hai, ba. 1, 2, 3. Rồi được rồi. Nè, mà cầm máy đi nè, tôi đang quay luôn á. Ủa Phú ơi nha, hay Henry cũng vậy á. Ồ, anh làm Henry hả? Hello Henry. Bấm chụp hình đi. Thấy rồi, để tôi quay rồi. Ồ, anh quay rồi hả? À, anh bỏ mặt nạ đi. Không thấy anh nãy giờ luôn. Nó ghê quá. Không chưa? 2 phút. Xuống hay là đâu đi? Xuống không? Quay cái cảnh xe đang chạy kìa. Đứng cái này nè. Thấy cầu không? Thấy xe chạy không? Thấy. Đó. Thấy không? Ta bé bay đi 3 phút. Ở đây. Ở đây quay hết chưa? Rồi. Hết cảnh rồi. Quay hết đâu ra đây quay như thế này. Phố mình nói đó hả? Nó hơi chiều quá, đâu thấy được đâu anh hả? Bên kia có cái cầu nữa kìa. Ở đâu? Ngay chụp tấm đây, đứng đây chạy nè. Mờ quá. Ê đau, không có nhéo. Nó vui quá nó vậy. Đâu có thấy được biển đâu rồi. Anh ơi, dịnh nó anh ơi. Dịnh mà. Thôi ôm nó đi. Nó dịnh mà. Ôm nó đi. Em sợ cái thằng này. Được chưa? Rồi. 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 Chụp được không? Chụp tấm đi. Ồ, chụp hả? Nè. Rồi đi ra đi, em sợ nó quá nè. Nè nó đứng đi ghê. Trời ơi xe không. Cái thành phố bên kia. Cái này là đang ở trên cầu. Ê, ở qua bên này nó qua.